Xin chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Chúng ta sống trên đời này cũng giống như chúng ta đang chơi một ván cờ lớn, ván cờ của chính cuộc đời chúng ta. Trong ván cờ đó, chúng ta có thể tiến, cũng có thể lùi, có thể quyết định sống lương thiện, cũng có thể nghe theo lời dụ dỗ của người khác mà sa ngã vào việc không phù hợp với đạo đức nhân sinh trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Ông bà ta có câu, ở hiền thì gặp lành, gieo nhân nào gặp quả ấy. Nếu bạn đối xử tử tế, nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác một cách hết lòng, không vụ lợi, thì trước sau gì bạn cũng được đền bù xứng đáng. Những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Liên hệ với tử vi 12 con giáp. Với những con giáp này, nếu trong cuối năm làm được việc thiện và giúp đỡ những người xung quanh thì sẽ gặp hung, hóa cát, mọi việc tốt lành và may mắn sẽ đến. Thậm chí là đổi vận giàu sang, phú quý và tài lộc triền miên. Để tìm hiểu xem đó là những con giáp nào thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Đầu tiên là tuổi Tý. Với người phương Đông, chuột là biểu tượng của sự thông minh và giàu có. Người Trung Quốc quan niệm rằng chuột tượng trưng cho ý chí và lòng dũng cảm. Con vật này có thể tích lũy cho mình một lượng lương thực lớn bằng sự nhanh nhẹn, mưu trí. Những người tuổi Tý thường là những người tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn nắm góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Tuổi Tý là người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc, hành động của bản thân, không bao giờ mất tự chủ trong nóng giận. Bởi vậy, họ xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết và gắn bó. Những tháng cuối năm, khi mà con giáp tuổi Tý cảm thấy an tâm nhất, cũng là lúc bạn dễ rơi vào tình trạng khủng hoảng ngay sau đó khi xuất hiện quá nhiều vấn đề. Đòi hỏi bạn phải xử lý ngay lập tức. Thậm chí với tình trạng đình trệ của kinh tế như hiện nay, một số người tuổi Tý đã nghĩ tới nguy cơ bị phá sản, giải thể công ty. Thế nhưng, có thể vì bạn từng giúp đỡ ai đó mà nay họ đưa tay ra giúp bạn thoát khỏi rủi ro hiện tại. Có người còn chia sẻ rằng chỉ nhờ những lời chia sẻ của bạn trước đây trong cuộc hội thảo mà đã giúp công ty của họ phát triển vượt bậc. Và giờ đây họ cũng muốn bạn hợp tác cho dự án mới và điều này có thể cứu sống công ty của bạn. Hãy cứ bình tĩnh tiến bước, đối mặt với tất cả. Thành công rồi cũng sẽ đến với con giáp tuổi Tý, nên có phúc lớn giúp bạn thoát được khỏi hiểm nguy trong gang tấc. Vì thế, ngay từ bây giờ, nếu được ai nhờ giúp đỡ thì hãy giúp họ bằng sự chân thành, đừng toan tính hay vụ lợi. Thế nhưng, giúp người cũng cần trí tuệ để phân định được rõ ràng. Nếu bạn giúp người xấu thì lại là nối giáo cho giặc. Để đề phòng, bạn chỉ nên giúp những người xứng đáng, họ còn có thể lan truyền lợi ích đến nhiều người nhất có thể. 2. Tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm và thích những sự thay đổi trong cuộc sống. Đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Con giáp rất năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể cho mình cảm nhận nhiều công việc mà không hề mệt mỏi. Vốn là con giáp phạm thái tuế năm 2020 nên vận rủi chưa thể rời khỏi người tuổi Ngọ trong những tháng cuối năm này. Bạn mãi loay hoay với những vấn đề của mình mà chưa thể tìm ra cách để xử lý trong thời gian này, dù thời hạn kết thúc hợp đồng, dự án là cuối năm 2020. Người kinh doanh cần thận trọng trong chuyện đầu tư làm ăn, cũng đừng quá tin người, kẻo bị lợi dụng hay lừa gạt. Khả năng phá sản là không cao, song chắc chắn là nguồn thu chẳng còn được sủng sỉnh như trước. Vì tính tình đơn giản, lại quảng giao nên trong các mối quan hệ của tuổi Ngọ không có sự lựa chọn. Có những người bạn tốt
cũng có những người bạn xấu. Trong thời điểm này, tuổi Ngọ nên tĩnh tâm lại để xem xét các mối quan hệ. Nếu bạn kết giao với những người có tố chất đạo đức thấp kém, dần dần phẩm cách của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí việc bạn giúp những người đó còn kết nên nghiệp xấu mang lại tai họa cho bạn. Vì thế, muốn thoát được hiểm họa, bạn cần loại bỏ các mối quan hệ xấu và tăng cường phát triển với những người có đạo đức cao thượng. Từ đó, bạn sẽ được tác động theo chiều hướng tích cực mà trở thành những người có đạo đức. Họ sẽ cùng bạn dùng năng lực của mình để giúp đỡ nhiều người nhất có thể, vì đó là cách bạn gia tăng phúc phận cho mình, không chỉ hiện tại mà cả tương lai. 3. Tuổi Mùi. Tuổi Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, với người tuổi này, thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, còn có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Tuổi Mùi là những người thiên về sống nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác. Họ tốt bụng, giúp đỡ người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất đối với tuổi Mùi không phải là cuộc sống giàu sang, sung sướng, mà là một cuộc sống an nhàn, bình yên và ngập tràn tình yêu thương. Họ thích cuộc sống tự do, tự tại, thoải mái làm những điều mình thích mà không bị giới hạn. Bản chất của tuổi Mùi khá ương bướng, nhưng họ không thích làm thì không ai có thể bắt ép được. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, tuổi Mùi biết nhường nhịn đúng cách để không xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Vì người tuổi Mùi rất ngại đối đầu, bạn luôn chấp nhận thiệt thòi về mình để tránh được nhiều mâu thuẫn nhất có thể. Trong khi đó, thực tế cuộc sống luôn có những thứ quan điểm bất đồng, không phải cứ lùi lại một bước là bạn có thể tiến lên hai bước. Điều bạn cần hiểu đó là khi nào lên tiến và khi nào lên lùi, nhất là vì tính mềm mỏng đến mức thiếu quyết đoán của con giáp này đôi khi cũng sẽ gây họa trong những tháng cuối năm 2020. Không phải cứ hiền lành là tốt, nhất là khi mà bản mệnh tự đẩy mình làm con cừu thế mạng, không biết tự bảo vệ bản thân khỏi những trò lừa lọc ngoài kia. Điều có thể giúp giải nguy cho người tuổi Mùi đó là cố gắng làm nhiều việc thiện, việc có ích cho mọi người xung quanh như tham gia các dịp từ thiện, dịp Trung Thu, Giáng sinh, Tết Dương Lịch. Làm việc thiện, ắt sẽ gặp được nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. 4. Tuổi Dậu. Trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Tuổi Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị đứng vững trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng. Bởi vậy mà tuổi Dậu thường được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể. Tuy nhiên, không phải việc gì con giáp tuổi Dậu cũng làm có thể suôn sẻ, đặc biệt là trong những tháng cuối năm 2020. Có thể tuổi Dậu vẫn có được tiền bạc, nhưng trong thâm tâm bạn vẫn chẳng thấy vui vẻ gì. Nhất là bản mệnh phải để ý từng câu mình nói ra, vì mối họa lớn nhất bản mệnh có thể phải đối mặt lúc này đó là họa thị phi. Dự báo là có một trận chiến thị phi không hồi kết sẽ bùng nổ trong thời gian này. Chính vì thế, tuổi Dậu cần phải cẩn trọng trong những lời nói, từng hành động của mình. Biết mình là ai, đang ở đâu mà bớt nói vài lời. Thế nhưng, nếu trước đó bạn làm đủ điều thiện, giúp đỡ nhiều người, thì mối họa này sẽ sớm được hóa giải. Nhất là những người kiếm tiền bằng danh tiếng của mình thì chỉ cần một tin đồn có thể khiến sự nghiệp lao dốc không phanh. Nhưng khi bạn là con giáp giúp người nên có phúc lớn, nên có những ngày cuối năm 2020, bạn chỉ vô tình hỗ trợ ai đó và họ lại có thể mang nhiều lợi ích cho những người xung quanh thì cũng là vận thế của bạn được thay đổi theo chiều hướng tích cực. Quý vị thân mến, bên cạnh những con giáp may mắn đổi đời có bước nhảy vọt mới trong cuối năm 2020 thì cũng có những con giáp xui xẻo, đau đầu vì giải quyết rắc rối trong năm này. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Đầu tiên là tuổi Dần. Cuối năm 2020, người tuổi Dần gặp nhiều rắc rối trên phương diện sức khỏe hoặc xuất hành. Trên phương diện sức khỏe, họ thường cho rằng mình còn trẻ nên thường xuyên làm việc quá sức, cố gắng quá sức,
Thậm chí, có một số người còn thường xuyên thức đêm để tăng ca. Hoạt động này lặp đi lặp lại thường xuyên khiến họ phải gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Dù bây giờ có vẻ nhỏ nhặt nhưng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc sống trong tương lai. Ví dụ như đau đầu, đau lưng, đau mắt. Trên phương diện xuất hành, họ thường quá chủ quan hoặc sơ suất. Khi đi xa không chuẩn bị kỹ nên dễ xảy ra những vấn đề bất ngờ, mang lại nhiều phiền phức. Vì vậy, con giáp xui xẻo cuối năm 2020 cần học cách nghỉ ngơi và làm việc hợp lý, rèn luyện thể lực, đi xa cần chuẩn bị cẩn thận. Đồng thời, bạn hãy giữ suy nghĩ tích cực bởi bạn là con giáp được thần Phật che chở, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua. 2. Tuổi Mão. Đối với người tuổi Mão, cuối năm 2020 là thời điểm họ không gặp nhiều điều thuận lợi, chủ yếu trên phương diện tình cảm. Mắt nhìn người của con giáp này không được chuẩn xác, vì thế sẽ đi đến quyết định tới với ai đó một cách quá nhanh chóng và cảm tính. Cuối cùng mới phát hiện đôi bên có những khác biệt khó có thể dung hòa, khiến các mối tình sẽ rơi vào trạng thái tan vỡ. Thời điểm này, bản mệnh có vận đào hoa nở rộ, nhưng đa số là đào hoa dữ, cho nên bản mệnh không nên vội vàng hành động theo cảm tính, kẻo chính mình cũng chính là người phải chuốc lấy những tổn thương. Đối với những người đã có gia đình, con giáp xui xẻo cuối năm 2020 hạn chế tiếp xúc với người khác giới sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình. 3. Tuổi Mùi. Cuối năm 2020, người tuổi Mùi với tính cách nóng nảy sẽ xảy ra mâu thuẫn với người khác, khiến phương diện các mối quan hệ xã giao không được thuận lợi. Nếu người đã kết hôn sẽ tranh cãi với nửa kia, đôi bên thường xuyên rơi vào cảnh cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Vì những chuyện tưởng như rất nhỏ trong đời sống hàng ngày, người làm trong môi trường công sở sẽ tranh chấp với đồng nghiệp, thậm chí là lãnh đạo của mình, khiến công việc không được yên ổn. Vì thế, bản mệnh nhất thiết cần chú ý thay đổi bản tính của mình. Trước khi muốn nói một điều gì, cần phải suy nghĩ kỹ càng, không nên nói buột miệng. Trước mặt những kẻ chủ động gây mâu thuẫn, bạn tốt nhất nên bỏ qua, không nên chấp nhận. Tuy ở lành, gặp nhiều điều tốt nhưng vẫn có tiềm tàng một số nguy hại. Thầy phong thủy khuyên để tránh được và hóa giải những điều này thì các tuổi Tý, Ngọ, Mùi, Dậu phải sử dụng vật phẩm phong thủy. Đó là vòng tay tam hợp quý nhân, đeo vòng này hàng ngày sẽ tăng cường khí hộ thân để hóa sát, xua đuổi hung tinh và cải vận. Bên cạnh đó, họ còn giúp chiêu tài, chiêu lộc, đem lại may mắn, quý nhân phù trợ cho bản mệnh ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Còn đối với tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Mão, thầy phong thủy cũng khuyên nên sử dụng vòng minh quang pháp bảo và nên đeo vòng 24/24 giờ để hóa giải những tháng cuối năm. Bởi vì vật phẩm chứa đựng linh khí trời đất được hội tụ bởi những tinh hoa của Phật Pháp cùng sự chất lọc. Những tinh túy linh thiêng của trời đất chứa nguồn năng lượng mạnh mẽ sẽ giúp xua tan được hung tinh, tà ma và đổi vận cho người đeo. Không những thế, vật phẩm còn giúp con giáp chiêu tài, chiêu lộc và mang lại bình an cho bạn. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!